Vâng, xin được kính chào tất cả cô bác anh chị đã cùng đến với video của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên xưởng em xin được giới thiệu về bộ ghế hoàng gia trên chất liệu là gỗ gõa đỏ các anh chị nhé. Và với cái bộ ghế này thì hôm nay cơ sở bên em giới thiệu về cái độ bóng. Độ bóng được cơ sở bên em làm trên cái sản phẩm này. Là bóng sáng gương các anh chị nhé. Đó, bóng sáng gương hay còn gọi là bóng sáng 100 đấy. Thì các anh chị có thể thấy rằng cái độ bóng của nó được tăng lên nhiều hơn so với dạng bóng mờ và bóng mờ 70 cũng như là bóng mờ 50. Thì cái bóng này đôi khi anh em còn gọi đó là bóng sáng kiếng các anh chị nhé. Thì trên các cái dòng mà gỗ cao cấp như là gỗ đỏ này hay là hương đá này thì ít khi chúng em chọn cái màu bóng này, và thông thường thì sẽ chọn là 70 hoặc 50, nhưng mà cái này là theo yêu cầu khách hàng thích thì cơ sở bên em làm, và là để cho cô bác anh chị có thể được tham khảo xem là cái màu bóng sáng gương này nó sẽ như thế nào khi để trên gỗ cao cấp, đúng không ạ? Thì đây là bộ hoàng gia có tiêu chuẩn giá là 77 triệu. Cơ sở bên em đang làm là trương liền. Đó, bản trương từ cơ sở bên em là xẻ từ trương 10. Đó, vách thì được làm là vách vách trơn. Nhưng không phải là trơn hết nhá. Trơn thì ở các cái điểm trung tâm thôi. Viền ngoài thì cũng có đục chạm hoa lá tây. Tay thì được làm là tay nguyên khối. Tay chữ C. Và mặt ván 3 phân tràn liền nguyên tấm. Các anh chị thấy thế nào với cái phần màu sắc được bóng theo kiểu bóng sáng gương như thế này? Đối với bên em thì em cảm thấy nó hơi lạ nhé. Trước hết là hơi lạ, bởi vì đối với các cái phần bóng sáng gương này thì thông thường là sẽ sử dụng trên các cái dòng gỗ bình dân, ví dụ như là gỗ chèm. Còn gỗ cao cấp thì đa phần là khách hàng là sẽ thích những cái dạng bóng mờ hơn, với cái độ màu nó cái độ bóng nó trầm hơn một xíu, và chúng ta nhìn cái sản phẩm nó đẹp hơn đó. Với bộ này thì cơ sở bên em đã bán rồi, theo yêu cầu của khách hàng là sơn lại cái phần bóng này, thì các anh chị có thể tham khảo để xem nào sau này mình thấy là nó có phù hợp không. Và đây là một bộ ghế rất là đẹp nhá, hoàng gia. Trước khi xuất xưởng thì cơ sở cũng gọi là tranh thủ ngồi một xíu để lấy tí hơi. Trước khi một cái sản phẩm đẹp như này được giao về cho khách hàng thì sẽ không còn cơ hội được ngồi nữa. Thì đây là một cái sản phẩm rất là đẹp và giao về cho khách hàng ở miền Tây. Đó, một bộ ghế rất là đẹp đúng không ạ? Rất là sang luôn. Bàn hộc kéo đầy đủ. Công tác thì cơ sở bên em chuẩn bị thì sẽ là cho anh em cân chân nhé. Căn chân trên tấm đá nguyên khối, căn tất cả các món. Kính mặt bàn thì cũng đã đặt thợ kính rồi, chờ người ta giao tới là ok thôi, sau đó là chất lên xe và giao cho khách. Bộ này thì đúng ra là phải nói là bộ khách này khách hàng mua rất là may khi mà bên em tăng thêm được một lớp bóng nữa. Lúc trước là đang bóng 70, khách hàng muốn bóng 100 thì đem ra bóng luôn. Nói chung là tốn thêm chi phí một chút công sức cũng như là vật liệu, nhưng mà để khách hàng hài lòng thì cơ sở bên em vẫn phục vụ rất là tốt. Đó là cái điều mà khách hàng cũng đánh giá về cơ sở. Bộ này thì nhân tiện quay phim thì cơ sở sẽ quay luôn cho cô bác anh chị là sản phẩm được cơ sở bên em sơn, bên em đục chạm cả hai mặt nhé. Ghế đơn và ghế băng dài đục chạm cả hai mặt luôn. Tiêu chuẩn 77 triệu rất là cao nhá. Mặt sau được đục y như mặt trước luôn. Đó, và tay được cơ sở đóng là tay đặc nguyên khối này. Đó, giá thì cơ sở cũng báo rồi, rất ok, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, thôi lần đầu tiên giao lưu với cô ba anh chị với một cái tiêu chuẩn là bóng sáng gương. Dạ vâng, cô ba anh chị có nhu cầu cho các sản phẩm như này thì có thể liên hệ đến cơ sở bên em để đặt hàng nhé. Và nhân tiện thì cơ sở bên em cũng đang có sẵn một bộ y chang như vậy, với tiêu chuẩn thấp hơn, một bộ còn mộc và một bộ sơn. Xin được quay cho cô ba anh chị ở phía bên trong này. Trên các cái sản phẩm đồ gỗ thì các anh chị biết là sản phẩm nó đóng sẽ có nhiều cái tiêu chuẩn và nhiều cái mức giá. Thì bên trong này bên em có tiêu chuẩn 59 triệu 500 này. Đó, một bộ mộc. Đó, anh chị nào thích thì có thể kiểm tra và ký nhận mộc này.
Đó, còn phía bên trong này thì cơ sở bên em có bộ hàng sơn. Đó, thì đây, các anh chị xem một cái bộ hàng sơn bóng 70 này. Bóng 70 thì nó sẽ có cái phần lớp bóng nó trầm hơn một xíu. Đó. Lớp cái phần bóng 70 này thì được làm rất là nhiều. Rất nhiều khách hàng chọn cái phần bóng này bởi vì nó có ưu điểm về cái màu sắc nó không quá đậm. Ưu điểm độ bóng nó không quá sáng và không quá mờ. Màu sắc thì nó sẽ giữ bền màu hơn. Đó, tiêu chuẩn 59 triệu 500. Cô ba anh chị có nhu cầu có thể liên hệ đến cơ sở bên em để đặt hàng nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và cơ sở cũng xin được đặc biệt cảm ơn anh khách hàng ở dưới miền Tây đã ủng hộ cho bên em ở bộ ghế bên ngoài kia. Xin chào và xin hẹn gặp lại.